mà đi nói muốn uống kem kích sân tới ơi này sai chán thì ở nhầm trong phần này nhầm bởi vô bây giờ tôi reset bằng tay reset ở tạng năng vì anh ấy ai reset bàn clock này clock bù ní clock ấy cái bàn này bằng tay clock bằng tay chất pram bằng tay sẽ ai reset reset bàn bằng tay complete hai bù clock chất pram rồi có clock goal tại giờ reset tới nhầm trade ở bàn thế anh ấy nhựa khi đang chờ nó bằng tay anh ấy ở vậy để nhầm trong bình chữa và xa tiến bộ phụ này cứ trẻ ra cả thế khi hero nó mang theo hero đằng chẳng như trong reset status status viết này anh ấy viết bàn vịt bộ vịt chờn anh ấy bàn bộ hàng cao bảy anh ấy trao hỏi bỏ họ w b trao còn tay on là lời mùi còn đây bởi vì trong reset mùi nãy giờ trao đó xin chỉ nó awesome làm bài cà phê via auto về random á hay chẳng anh ấy trong reset tới rồi có OBS có nộp nó nó OBS là nó về ní hay chậm đi tháng thì bây giờ trong vốn reset về vốn vốn Lutra ta việc đó hỏi xin đi ở hỏi tục tàu vốn ba này thì phụ ta tôi đi về mình ai reset ba này phụ bọc này ấy lúc bây giờ nó phải là chỉ mũi nó ở đây anh tục màn và ta ở vậy để bây giờ ai reset bán cứ phụ clock lọc đi nắng hay đang ở vụt anh đang tạm nhầm đắng ấy hay ở vụt nắng giờ ai reset bàn anh ấy nhầm vô reset anh ấy chăm reset ở bên đang skill hiện năng tí lọ hiện năng của ấy ở vụt kế nhạc lá bộ động bấy vận tải bộ động bấy ở vụt kế của tại sở này được sản từ kế reset vụ năng năng nghe được chữ iso thì chữ đàm ok pram đóm rồi cái pram đóm ok là nó thường lắm iso hay là này cứ thì mở mới việc tạo cái khóc này chọn tầm đấy và tại iso thì sáng việc vài chưa chưa là tại sao chưa hay anh ấy việc bấy hàm bài bấy sàn buồn khóc này nằm trong lòng anh ấy pram cà phí pram pan buồn khóc liền thì túi đấy bây giờ cho mình tại chờ nhận nó coi như ô tô cho cho nó tới phải tầm bây random phía reset của nó là cái nạn đôi dương mà chàn tự mình chàn cô đấy bông phở không phải đi ta tạ mang chờ này ta bông phở tình ta tôi đi tục upgrade con tục dạ con hero như ta bày cố tới ô qua cái gồm lịch mừng khoảng tối nhìn vô gồm bình mắn
nhưng mà tôi reset chứ. Thôi bây giờ PvP có việc kịch chẳng là cả là thật tôi giờ đang lùi về phía dưới chẳng vì đang thu xám chụp cái lỗ thì chẳng ấy việc thật tôi lùi về mối thì lùi về mối là xe tiết cả pì trong vài chụp lỗ tôi chỉ được gọi ấy chẳng lỗ xa ấy chẳng kiểm soát vẫn cứ chẳng ai cả đi bàn biệt tật tù là tới. Ok, tập năng ấy, ở quân trang dục trở với chúng tôi sẽ bài tập ổn nhé. Nên là xâm lạc là ổn ổn nhé. Nên nhầm xâm lạc là một bàn bày bày đọc bày mặc áo áo. Nên là việc xâm lạc bày đọc tí thì đừng làm đọc mùi. Ở quân trang, chuẩn bị đi.